20 giờ tối nay 23 tháng 5, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại cung đình Kinh trong nhà Hà Nội, kết thúc đại hội thành công rực rỡ. SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận từ ngày 12 đến 23 tháng 5. Đại hội tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung và có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á, với tổng số vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài khoảng 10.000 người. Ngày 23 tháng 5, theo bảng tổng sắp huy chương của ban tổ chức đại hội, chủ nhà Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng với 205 huy chương vàng, bỏ xa đoàn về thứ hai là Thái Lan với 92 huy chương vàng. Đoàn thể thao Indonesia đứng thứ ba với 69 huy chương vàng. Vào lúc 20 giờ tối nay, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại cung đình Kinh trong nhà Hà Nội với sự tham dự của khoảng 3.000 quan khách, khán giả, các đoàn thể thao tham dự đại hội. Tại lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra nghi thức chào cờ Việt Nam, diễu hành của các quốc gia tham dự đại hội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tổng kết SEA Games 31. Trong lễ bế mạc sẽ có lễ vinh danh các vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31. Dự kiến có 4 vận động viên, trong đó có 2 vận động viên Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh, Điền Kinh, Nguyễn Huy Hoàng, bơi lội, được vinh danh. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sẽ tuyên bố bế mạc SEA Games 31 và sau đó là nghi thức tắt ngọn đuốc đại hội, hạ cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 31. Cũng tại buổi lễ, đại diện Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam sẽ trao cờ cho đại diện Ủy ban Olympic Campuchia, nước chủ nhà SEA Games 32.